Ok, xin chào toàn thể anh em đam mê chơi săn bẫy trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay bên shop lại lên cho bác về hai cái dòng loa bẫy chim đang làm mưa làm gió trên thị trường, được anh tin tưởng và sử dụng khá là nhiều các bạn đấy. Về hai cái mẫu này thì các bác dùng thì có thể nói là đỉnh cỏ chóp bây giờ các bạn đấy. Các bác nào mà chơi chuyên nghiệp thì các bác cũng không lạ gì về cái mẫu loa Q92, Q93 rồi đúng không? Đấy, hai cái mẫu loa này độ ổn định cực kỳ cao. Chất lượng âm thanh khá là hay các bạn nhé. Đấy, chất như nước cân luôn. Đặc biệt là những cái mẫu Q92, Q93 bên em đang bán ra phục vụ cho các bác. Bây giờ nó đều là cái phiên bản quốc tế các bác nhé. Phiên bản quốc tế thì cái tiêu chuẩn cao hơn so với cái hàng nội địa có chữ Trung Quốc, các bác hiểu chưa? Đấy. Đấy, ví dụ các bác nhìn này, Daily Bluetooth tất cả các thông số nó đều là tiếng Anh. Nó không có chữ Trung Quốc như ngày xưa. Chữ Trung Quốc đấy là hàng nội địa, cái này là hàng xuất quốc tế, hàng phiên bản quốc tế, tiêu chuẩn chất lượng cao hơn một bậc, các bác hiểu chưa? Đây, thì cái này em cũng có một số phụ kiện để anh em thay sửa nha. Ví dụ cái quả pin Q92 các bác dùng nào lâu ngày khoảng độ tầm 3-4 năm rồi, nó kém, nó không tích pin, các bác có thể mua một quả pin rời như này. Giá cũng hạt rẻ, chỉ có 150.000 ship đến tận đầu giường cho các bác nhé. Đấy, bác nào mà thấy cô em xinh tươi bảo ship lên tận giường cho bác cũng được. Đấy. Quan trọng là ý các bác thế nào đúng không? Đây, tiếp theo, ví dụ bác nào bị điều khiển nhá. Các bác nào bị rơi mất nhá. Bị rơi mất thì cũng có điều khiển phục vụ anh em. Cái điều khiển này thì bao gồm một điều khiển, trong này có sẵn một quả pin, bao ship đến tận nhà cho các bác, giá cũng hạt rẻ, chỉ có 250.000 một cái điều khiển nhá. Pin 150.000, điều khiển 250.000 đấy. Bác nào muốn thay pin hoặc hỏng điều khiển, có điều khiển, cái gì cũng có các bác nhé. Đây, em không để các bác chờ đợi lâu, em sẽ đi chi tiết và giới thiệu đến cái mẫu loa Q93 cho các bác và anh em cùng xem. Đây các bác nhìn nhé, con này hàng phiên bản quốc tế, nó đều tất cả các thông số đều là tiếng Anh. Cái hàng này là hàng xuất châu Âu các bác nhé. Đấy, chất lượng thì đỉnh của chót rồi, cái đấy mình không thể bàn cãi. Đây các bác nhìn những cái chữ này, thông số đều ở tiếng Anh hết nhé. Con này thì chất lượng âm thanh cũng khá là hay. Độ bền của pin các bác dùng một ngày không hết nhé, một ngày không bao giờ hết. Các bác dùng liên tục khoảng 12 đến 13 tiếng con Q93 nhỏ gọn nhá. Đối với cái mẫu Q93 này thì là nó có một nút mở nguồn này. Nút này là nút mở nguồn và cho to nhỏ các bác nhá. Nút bên này là chỉnh bát chép đấy. Cái mẫu này có Bluetooth cho anh em xịn sò nhé. Con này thì Q93 bán giá yêu thương cho anh em nhé. Cái hàng này là hàng loại một phiên bản quốc tế xuất châu Âu nhé. Cái này giá công khai là 650.000. Còn tinh những cái hàng có chữ Tàu hay Trung Quốc hay là Hồng Kông ấy, thì tinh những cái đấy là hàng kém chất lượng hơn thì giá nó cũng rẻ hơn các bạn đấy. Nói chung là tiền nào thì của lấy rồi, giá cả luôn đôi đôi chất lượng. Các bác biết tinh những cái hàng xuất châu Âu, xuất Mỹ, tinh phiên bản quốc tế bao giờ nó chất lượng cao hơn, giá cả nó cũng ổn định. Đấy, tinh những cái hàng mà Tàu Trung Quốc Hồng Kông nó có chữ Daily hay là Trung Quốc hay gì gì là nhằng ở đấy thì nó rẻ hơn các bác nhé. Đấy, nói chung là tiền nào thì của đấy, anh em là những người chơi mình trải nghiệm thì hãy tham khảo kỹ trước khi mua, vì mỗi một hàng có một mức giá khác nhau và một cái chất lượng khác nhau đấy. Tuy nó cũng có tên giống nhau nhưng mà đấy là hàng loại 2, loại 3 hoặc hàng nội địa chứ không phải hàng phiên bản quốc tế đấy, đúng không? Đây, tiếp theo lên cho bác cái mẫu này là Q92, Daily Q92, cũng phiên bản tiếng Anh, cái này hàng xuất Mỹ nhé. Đây các bác nhìn tất cả các thông số này, Rake, Make, Head, Jack, em tiếng Anh ngu lắm, em cứ đọc như các cháu đánh vần thôi. Đây, Model này, Master này, Cheat Pad các kiểu đấy. Con này cũng có Bluetooth các bác nhé. Đấy, thông số của nó ở đây. Công suất lên đến 180W, pin là 2200mAh này. Thời gian sạc đầy khoảng 6-8 tiếng này. Nguồn điện vào 9V đến 1A. Đối với con loa này thì nghe âm thanh trong và ấm các bác nhé. Đấy, các bác mang đi mồi chim nhé. Tình cái dòng loa này thì đảm bảo hiệu quả cực kỳ là cao cho anh em luôn. Ví dụ các bác đi mồi chim về, mình rảnh rỗi có thể phát bằng Bluetooth ra đây nghe nhạc giải trí đúng không? Cuộc sống các bác yêu cuộc đời một chút nhé. Đây cái con Q92 nhé. Q92 thì em bán giá công khai cho anh em, giá thời điểm hiện tại giá rẻ tột quần cho anh em, 730.000 nhé. Bên em cam kết các bác mức giá này là giá tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Đặc biệt trong quá trình các bác dùng nhé, bên em sẽ bảo hành cho các bác 1 tháng đổi trả hàng lỗi đấy, lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. Trong vòng 1 tháng có làm sao em đổi cho các bác cái mới, vì cái đồ điện tử này các bác chỉ cần dùng trong vòng 7 ngày nó tật lỗi hay không gì là đã ok rồi. Có qua 7 ngày các bác dùng từ 1 đến 1 chỉ là không làm sao, bảo hành cho các bác đổi trả trong vòng 1 tháng. Thế là anh em yên tâm nhé. Đấy. Còn các bác nào muốn mua thì liên hệ đến 2 đầu số trên của shop nhé, để được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bác. Đây, cái giá này em báo công khai cho các bác này, là chưa bao gồm thẻ nhớ nhé. Đấy, còn bác nào mà có thẻ nhớ rồi mình có thể mua mỗi loại, bác nào chưa có thẻ nhớ mình có thể mua thêm một cái thẻ nhớ 4 GB như này, em tải sẵn tiếng chim cho các bác, giá cũng chỉ vài chục cành thôi. Còn nếu bác nào mua 2 cái loại thì một lúc em sẽ tặng cho các bác một cái thẻ nhớ, đấy là quyền lợi của anh em nha. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video sau. Cảm ơn các bác và anh em theo dõi video của em.